Welcome to My Room TV channel. Và đây là các nguyên liệu để mình nấu súp. Các bạn có thích ăn súp không? Chứ bản thân Mai Rưng nhà mà có tiệc đó là mình rất thích nấu cái món súp này để đãi mọi người. Ăn nó nhẹ nhàng, dễ thương lắm cả nhà, khai vị cũng rất là hợp lý luôn ha. Và đây là các nguyên liệu để chuẩn bị có một món súp rất là ngon. Bắp nè, cà rốt nè, rồi các loại nấm nè, mình xé nhỏ ra. Mình còn thêm nấm đông cô tươi nữa cả nhà. Rất là thơm, nấu súp mà kèm với nấm đông cô như thế này rất là ngon luôn đó. Thịt gà nè, thịt gà thì mình xé sợi nhỏ ra như thế này. Và đây có thêm cà rốt, rồi bắp, nấm tuyết. Trứng cũng đã lột vỏ rồi. Như vậy là các nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn rồi. Cái khâu chuẩn bị thì hơi lâu một chút, nhưng mà khi nấu thì rất là nhanh luôn cả nhà. Với các nguyên liệu rất là đơn giản, rất là dễ tìm ha. Và mình sẽ nấu với nước luộc gà đó. Mình mua xương về mình hầm để mình lấy nước đó cả nhà. Sau đó mình chờ nước sôi, nấm lâu chín hơn, mình sẽ thả nấm đông cô vào. Và mình chờ cho nấm đông cô sôi. Sau đó là mình tiếp tục, mình cho thêm các loại nấm vào nữa. Nấm bào ngư nè. Và cứ thế là mình lần lượt cho từng nguyên liệu vào. Bắp, cà rốt. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ha. Và đây là càng ghẹ. Tiếp theo là gà xé. Hồi nãy mình quên giới thiệu đến các bạn cái càng ghẹ. Có thêm tí càng ghẹ nữa cho nó ngon. Và đây là nồi súp thập cẩm của Mai Rưng. Bây giờ mình sẽ nêm cho vừa ăn này. Mỗi lần mà nhà có tiệc á, rất là thích mình nấu súp như thế này. Mình nêm muối nè, nêm bột nêm. Mình cứ nêm cho vừa ăn vừa miệng gia đình mình ăn là được các bạn. Và mình sẽ cho thêm đường nữa. Mình sẽ vớt cái phần bọt này. Và bây giờ mình sẽ pha bột đó cả nhà. Để mà cái nồi súp của mình đó, nó không có bị lỏng khi mà nó bị nguội đó, thì mình sẽ cần pha hai loại bột nha các bạn. Mình có thể pha bột bắp và bột năng vào chung với nhau. Thì như vậy khi mà cái phần súp nguội, nó sẽ không có làm cho cái nước súp nó bị lỏng. Mình sẽ cho cái nấm tuyết sau cùng này. Sau khi mình đã cho các nguyên liệu vào rồi, mình cũng đã nêm rồi. Và bây giờ riêng cái trứng cút đó các bạn, mình sẽ cho sau cùng, để tránh tình trạng khi mình khuấy đó, trứng cút của mình nó bị vỡ ra đó. Và để cho cái phần súp của mình nó có độ sệt đó, thì mình sẽ cho cái phần bột bắp và bột năng này vào. Và như vậy là nồi súp đã xong rồi, múc ra tô đưa lên bàn cùng với các món ăn khác. Chúc các bạn thành công ngay lần đầu tiên khi nấu một nồi súp rất ngon dành cho gia đình thưởng thức nhé.